qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa đầu xám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng xà lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mây cho vương, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một sai nhân, vua sao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng. Hoàng hậu đẹp hơn anh phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá rồi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biên xem lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biến đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nềm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người thương rất xa. Ok, xin chào mọi người nha. Mọi người vừa nghe qua âm thanh từ bộ mixer F4 và hai tay mix song ca U100 cực kỳ chất lượng. Đấy, cao cấp, gần như là cao cấp nhất trong các dòng cặp mix không dây ấy mọi người ạ. Hút rất là tốt nhá. Đấy, để rất là xa. Đây này, em để rất là xa vẫn nói được, hát được mọi người nhá. Mà mix không dây cầm tay ấy, thì mình nên để gần gần như này, rất là đẹp. Đấy, mà hát âm nó bắt nhất. Đó. Anh chị nào quan tâm đến bộ này liên hệ cái shop của em nhé. Shop em sẽ tư vấn cho anh chị một bộ ngon lành cành đào và hướng dẫn hỗ trợ lắp đặt từ A đến Z mọi người nha. Chỉnh đến khi nào anh chị hát ok thì thôi. Ok. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.